Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Thiên Hiệp Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 186 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư Quy dụng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha à, Trước khi bắt đầu nội dung của tập 186 chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì à, hướng hứa ứng từ trên chiếc kim thuyền của Long Định tìm được bí, bí pháp về võ đạo từ đó hắn đã từ từ luyện lại được các cảnh giới còn cái đám người tạo quá chí tôn đang có ý định giết thánh tôn cùng với tổ thần nhưng mà khi mà bọn họ đến gần cái chiếc kim thuyền này liền bị thuộc hạ của hứa ứng là mấy cái cường giả tán hóa đánh cho te tua thương tổn hơn phần nữa buộc phải chạy ra chỗ nhân gian thiên đạo thì trong lúc bọn hắn nghĩ là đã thoát được rồi thì cái chiếc kim thuyền của hứa ứng cũng đã tiến tới rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đã hữu theo dõi nội dung của tập 186 của bộ truyện trạch những phi thăng có thích giả trạch chứ các đạo hữu nhớ nhấn like uh, chia sẻ comment và đăng ký kênh ủng hộ thì nha đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha cho chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé đám người tàu hóa chí tôn sắc mặt đều kịch biến từng tán với thân thể cao lớn bay lên không trung bay xuống khỏi cái chiến độ thế kim thuyền kia tới gần bọn họ hoa văn hình nhánh cây chung quanh tán bay múa hình thành lớp xương mù màu xám khi nhìn vào trên người bọn họ sẽ có một loại cảm giác như là cát như thể bọn họ là sinh mệnh như từng chi tiết màu xám tạo thành hắc ám đang tiến về phía trước nhanh chóng đến gần bọn họ Tàu Hoa Chí Tôn nhìn về phía độ thế kim thuyền ở trong bóng tối. Kim thuyền cũng có cảm giác mờ ảo như là cát. Trên chiếc kim thuyền kia, khối thí nham hình thuyền cực kỳ bắt mắt, cho dù là sương mù xám cũng không thể che nổi. Trên khối thủy nhầm kia, có một bốn người màu xám đang ngồi, mông lung, không rõ ràng lắm. Hữu ứng! Sắc mặt tàu Hoa chí tôn trắng bệch, hư ứng chẳng phải hắn đã chết rồi sao đan huyền tử đông thạch tiên sinh hoa linh tiên tử bác sơn lão tổ nguyên anh đạo chủ đều không khỏi kinh hãi đan huyền tử thở khủng hỉnh nói <laughs> rõ ràng hư ứng đã bị minh tung thu hoạch rồi biến thành thi thể rồi làm sao có thể sống lại được chứ hỏa linh tiên tử nói Đúng vậy Chính mắt chúng ta nhìn thấy Hắn không còn ký tức nữa Hắn không thể nào sống lại được Lúc bọn họ tập kích đội thế kim thuyền Còn chưa nhìn thấy hứa ứng Ngồi trên thúy nham Thì đã bị đánh cho trọng thương Buộc phải bỏ chạy Chỉ có tạo hóa chí tôn là nhìn thấy rõ ràng Cái người vốn nên chết Tại thiên uyên trên địa tiên giới Bây giờ vẫn còn sống Y không những còn sống mà thậm chí còn tu tập được thế lực khổng lồ ở nhân gian giới bắt đầu thanh tẩy tam tôn lục diệu khí tức của vô số tán vừa cường đại lại khủng bố phủ khắp đất trời lao về phía bọn họ đột nhiên bọn họ hiểu ra vì sao hắc ám có thể xâm nhập vào trong nhân gian thiên đạo năm đó cái khối thủy nham kia đã ô nhiễm toàn bộ nhân gian giới tạo ra hắc ám thiên đạo khiến cho nhân dân giới trở thành vũ trụ hắc vực. Quy lực của Thúy Nham thực sự là quá mạnh. Trong ngàn vạn năm qua, nhân dân giới đã phải chịu cái cảnh bị đại đạo của nó bao phủ. Mà hay cho tới ngàn vạn năm về sau, nhân dân dưới mới dần dần có phục lại, hình thành nên mấy điểm định cư nhỏ bé, hứa ứng độ thiên kiếm ở những nơi này. Nhân dân thiên đạo mới khuếch trương, chống lại hắc ám thiên đạo. Sau đó, tổ thần tới Địa vị ngang với hắc ám nhân gian Nhưng mà bây giờ tổ thần đang bị trọng thương Không thể nào khống chế được nhân gian thiên đạo Hứa ứng cầm theo một khối thúy nhầm Có thể tự do ra vào không sợ cái điều gì cả Hương chị Cái lão già tổ thần kia Còn đang ở trên cái chiếc kim thuyền đó nữa Nghĩ tới đây Tạo hóa chí tôn có thể xác định Lợi thế duy nhất của bọn họ chính là tổ thần và thánh tôn đang bị trọng thương là cái thời cơ tốt nhất để diệt trừ bọn họ thế nhưng cơ hội đã bày ra trước mặt muốn bắt lấy cũng lại vô cùng khó đi mau bắc sơn lão tổ hét lớn một tiếng phát động thần thông đánh về phía những tán kia mong rằng có thể ngăn cản bước chân của bọn họ thế nhưng hắn đã quên rằng bên trong hắc ám dưới sự ảnh hưởng của đạo khóc thần thông của bọn họ rất khó mà lan ra. Thần thông của bác Sơn Lão Tổ vừa mới bay ra gần trăm dặm đã bị hắc ám bao phủ hoàn toàn, không có nửa điểm uy lực. Trong hắc ám, chỉ có thần thông dạng cát chuyển động, cũng chính là đạo thần thông do Thúy Nhâm Đại Đạo hình thành, mà những tán kia đang phát động, nhanh chóng đánh về phía bên đây. Uy lực của những thần thông này không hề suy giảm, mặc dù những thần thông này không hề linh diệu nhưng mà uy lực của chúng nó lại rất lớn Cái đám người kia vừa chạy Vừa ngăn cản thần thông đã đánh về phía mình Thế nhưng hất ám sâu lưng đuổi theo bọn họ lại rất nhanh Nước chuyển lấy thân hình của bọn họ Bác Sơn Lão Tổ tế lên vạn tinh sa bát Vẽ ra vô số ngôi sao Từng ngôi sao bị thần thông của những tán kia đánh cho nát bấy Trong tinh bát Có dấu tiên thiên âm dương nhị khí Sinh ra quần tinh Lại bị đánh tan không ít khiến cho bác sư lão tổ vô cùng đau lòng nguyên anh đạo chủ tế lên thái âm hỗn thiên kim cầu cái cầu này vừa mới hiện ra đã to đến hơn trăm vạn dặm bao phủ những tán kia và thần thông của họ vào bên trong đó nguyên đạo chủ cố khống chế cái vết thương phát động thái âm hỗn thiên kim kiều điên đảo âm dương nghịch loạn càng khung. cái vật này vô cùng thần kỳ bản thân của nó tự tạo thành một giới Thiên địa đại đạo biến đổi tùy ý Có thể cắt đứt đạo pháp thần thông Của những người bị vây khốn Nếu như Bị bảo vật này vây khốn Bất kỳ thần thông gì Cũng không thể sử dụng được Dễ dàng bị nguyên anh đạo chủ chém chết Nhưng mà cho dù là chí bảo diệu cảnh Cũng không thể khắc chế được thần thông thúy nhâm Sau một khắc Thế âm hổn thiên kim cầu Đã bị đánh thành cái sàn Xì hơi khắp nơi Nguyên nhân đạo chủ bị chấn động đến nổi Thủ quyến liên tục Cố ngừng dậy phát động kim cầu Đông tài tiên sinh ở một bên khác Tế ra loạn không âm dương hoàng Đang huyền tự hư tế ra Nguyên độ thất thải đăng Tạo hóa chí tôn lại phát động động uyên Và tạo hóa chi luôn Chiếu ra một cái mảnh ánh sáng Vào trong những tán kia Hỏa linh tiên tử cũng tế ra Hỏa linh để bị đánh tè tua Cả đám cùng chung mối thù Hợp lực bộc phát Giờ phút này Lục đại cao thủ động tâm hiệp lực Dù tất cả đều bị trọng thương Nhưng vẫn bộc phát ra chiến lực kinh người Ngăn đám tháng lại Thậm chí Nơi tạo hóa huyền quan của tạo hóa chí tôn chiếu rọi Những tán kia còn từ trạng thái tán hóa dần dần biến thành người Thân thể của bọn ngọ biến thành người Nhưng mà tu vi lúc trước lại không thể trở về Cũng không có cách nào vận dụng thần thông thứ nhâm Đây cũng là chỗ hiểm ác của tạo hóa thần thông đột nhiên lão tán cánh minh cùng với minh vương tôn phi thăng bay lên trên độ thế kim thuyền chớp mắt đã tới chiến trường lão tán cánh minh giáng một trưởng lên thái âm hỗn thiên kim cầu đánh đẹp có món chí bảo diệu cảnh này té mắt miệng mũi của nguyên anh đạo chủ đều chạy máu ngã xuống dưới lão tán cánh minh nhảy lên đạo cảnh bát trọng mở ra đối chọi với tạo hóa huyền quang của tạo hóa chi tục đi theo huyền quang đến gần tạo hóa chi tục Đạo hóa chí tôn thế thế thì không đối phó với những tán khác nữa Mà hắn tập trung toàn bộ pháp lực của mình Lên người cái lão tán cảnh minh Tránh những để hắn đến gần mình Hắn đã bị trọng thương hai lần Thương thế chưa khỏi hẳn Đã nhận đạo thương thêm lần thứ hai Nhưng bị lão tán cảnh giới đạo cảnh bác trọng Giỏi về cận chiến đến gần Ác hẳn sẽ giữ nhiều lành ít Ở một bên khác Minh Vương Tôn một mình Nghìn tím loạn không âm dương hoàng của Đông Thạch Tiên Sinh đối chọi với nguyên đồ thất thải đăng của Đăng Huyền Tử. Quý đấu với một chuỗi hỏa linh của hỏa linh tiên tử. Đồng thời nghìn chiến với vạn tinh sát ba của bác sơn lão tổ mà vẫn không rơi vào cơ thế hạ phong. Trái lại thì cái đám Đăng Huyền Tử, Đông Thạch Tiên Sinh thì đều đã bị thương học máu liên tục. Ngủ về bọn họ chỉ bị thương đến trình độ này ở trong trận đấu với tổ thần vào 60 vạn năm trước. Về sau, cho dù là đấu tranh thua, bị trấn áp, bị cầm tu, bị trục sức thì cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy. Tạo hóa quyền quang, không còn chiếu rọi Những tán kỳ lập tức đứng lên, ngang nhiên đánh tới. Ngũ diệu thầm than Lần này, chỉ sợ là sẽ thua trong hắt giật mắt thôi. Tạo hóa chí tôn cũng bị lão tán cảnh minh tới gần lòng sinh tuyệt vọng có lẽ lúc chứ mình nên tha cho hứa ứng một con đường sống nếu vậy có lẽ là không đến nỗi như ngày hôm nay lão tán cảnh minh đánh vào trong đạo cảnh của hắn tán hóa đạo cảnh của hắn bây giờ chết trong tay của lão tán cảnh minh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi thậm chí hắn còn sẽ chết nhanh hơn nữa chỉ cần đa huyền tử đông thạch tiên sinh cùng với ngũ diệu bị giết thì minh vương tôn sẽ đến đây vây công cộng thêm hàng ngàn tán khắc, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tạo hóa chí tôn vốn là cũng không yếu thế như vậy, nhưng không biết là vì sao, vừa đến nhân gian giới là gặp vận đen. Đầu tiên là bị cảnh Minh liên thủ với Minh Vương Tôn đã thương, sau này lại bị hai người bọn họ đã thương một lần nữa vì muốn cứu hỏa linh tiên tử, hiện tại vết thương trọng trách. Chẳng lẽ là do 5 năm, năm trước ta tới lên quy đồng Ngọc Bạc ngăn cản hứa ứng giết Minh tôn khiến cho hứa ứng bị thu hoạch cái chuyện này đã di dạm với khí giận của đạo tổ rồi sao bây giờ ta đang bị khí giận phản dễ cái chuyện năm đó hắn làm rất là khốn nạn không chỉ đến bay hứa ứng mà còn trấn áp y giúp minh tôn thu hoạch y hứa ứng là đạo tổ tân đạo giờ nhớ lại cái việc này hắn chỉ cảm thấy lo sợ bất an từ tận đáy lòng nhưng mà sau một khắc hắn đã bình tĩnh lại Đừng nói là đạo tổ tân đạo Đến cả sư tôn ta là hư quàng Đại đạo quân Năm đó cũng bị chính tại tại giết chết Nếu mà có khí giận phản về thật Nó đã đến từ lâu rồi Vừa nghĩ đến đây Được nhiên hắn nghe được một tiếng thét dài Vô cùng linh hoạt Cùng với kỳ ảo Phụ thần thủy quỷ sinh Tử dần ánh tuyền Quán động diền quản úy Quán lạc chật diêu la Lại có một tiếng hét dài truyền đến cái tiếng nói già nu mà cứng cáp miễu miễu linh cảnh nguyên sầm sái không thanh qua cứu thiền quá ngọc tân la phù yên tiểu ca giọng nói linh hòa kỳ ảo kia lại cười nói <cười> tạo qua đạo quân các vị đạo hữu đừng kinh quán dù là đến giúp mọi người đây cái giọng nói già nu cứng cáp kia cũng cười nói <cười> các vị đạo hữu là phụ đạo chú đến đây giúp sức. cái đám người tàu hóa chí tôn vừa mừng vừa sợ sinh ra một chút oán hận. diệu là chí tôn kia chính là một vị chí tôn khác ở trong lục tôn thập nhị diệu. xếp sau là đạo tôn và quỳnh hoa đứng hàng thứ sáu. thế nhưng chí tôn dù sao cũng là chí tôn, mặc dù là xếp hàng thứ sáu liên thủ cùng hắn cũng đủ để chuyển bài thành thắng giết chết cái lão tán cảnh minh cùng với minh vương tôn lại thêm la phù đạo chủ đạo cao thủ đứng hàng thứ tư ở trong thập nhị diệu biết được bọn họ có thể giết sạch những tán này lâu đến độ thế kim thiện chu sát thánh tôn trấn áp tổ thần sự tự hư ứng đương nhiên bọn họ vẫn là oán hận bây giờ bọn họ sắp chịu không nổi nữa thì diệu la chí tôn và la phù đạo chủ mới xuất hiện Chắc chắn là hai người này đã đến đây từ sớm Nhưng mà chờ tới thấy bọn họ trọng thương Mới ra tay giúp đỡ Đây cũng là ăn ý của hốt lục tôn thập nhị diệu Ngươi không bị đánh cho trọng thương gần chết Thì ta ra cứu ngươi Sẽ không còn là đưa than sưởi ấm Trong ngày tuyết rơi nữa Cảm kích của ngươi cũng mất đi rất nhiều Không còn chân thành nữa Khi cái chuyện này rơi vào trong người của la phù đạo chủ Tiên đế chí tôn tạo hóa chí tôn chỉ thấy vui sướng nhưng mà bây giờ rơi vào trong người mình hắn lại cảm thấy không còn vui sướng như vậy nữa. Diệu là Chí Tôn Phát động động uyên sâu đầu động uyên này chính là động uyên năm đó thiếu hậu đến triều hoang tới, cũng là một tòa động uyên Chí Tôn bên trong có đại đạo cấp Chí Tôn, cứ đến hàng vạn tiên sơn phúc địa linh khí, linh lực vô cùng dồi dào. Pháp bà hơn Chí Tôn của Diệu La Chí Tôn tên là Đại La Phục Thiên Kiếm. Kiếm này mặc dù gọi là kiếm nhưng thực chất lại là, là một bộ kiếm khí. Sau khi tế lên sẽ phủ kính La Thiên hình thành vô thượng kiếm khí. Năm đó ở bên ngoài Bích Du Cung đến một trận cùng với Chu Tiên Kiếm Đại La Phục Thiên Kiếm đã bị quỷ hết nhưng cũng tranh thủ được thời gian cho một đám Chí Tôn đánh gãy Chu Tiên Kiếm. Sau lần ấy ngư cơ đạo nhân liền lại đại la phục thiên kiếm cho hắn vật liệu sử dụng chính là cái chui kiếm cùng với một phần của chu tiên kiếm khiến cho phục thiên kiếm của hắn còn có uy lực mạnh hơn lúc trước dù là chí tôn lưng đeo đại la phục thiên kiếm y phục tung bay chỉ có vỏ kiếm là cao hơn cánh tay kiếm này giấu bên trong vỏ kiếm Sẽ có một tiếng khỏi vỏ kiếm qua lập tức bay đầy trời kiếm quan mênh mông như đại dương bao phủ đội quân tám trong lục tôn diệu la là, là kiếm tôn kiếm thuật của hắn là thiên hạ đệ nhất la phụ đạo chủ cũng cười ha ha nên đón mình vương tôn thế nhưng vào lúc này la phụ đạo chủ đột nhiên nhìn thấy một chiếc chìa khóa ánh vàng rực rỡ tớ như là bàn tay bay tới không khỏi giật mình Ai rảnh rỗi mà thừa hơi đi luyện cái chìa khóa thành pháp bảo vậy Cái chìa khóa mà thành pháp bảo Thì có thể làm được cái gì chứ Hắn vừa nghĩ tới đây Hư không chợt vỡ vụn Cái chiếc độ thế kim tuyến kia Gần như là xuất hiện ở dưới chiếc chìa khóa Chỉ trong chớp mắt Sau một tiếng đâm vào người của hắn Là phụ đạo chủ Cảm thấy đầu của mình Hình như là vẫn ở chỗ cũ Nhưng mà thân thể đại bị đụng qua chỗ khác Nhưng mà sau một khắc hắn mới nhận ra không phải là đầu của hắn vẫn ở chỗ cũ Mà là nguyên thần đã rơi vào trong nguyên địa Thân thể bị đâm bay Một kích này của đội thế kim thuyền rất đáng sợ Đã là diệu cảnh như hắn Cũng bị phế Xương cốt toàn thân đứt gãy ngũ tạng vỡ nát đây là diệu cảnh lúc đầu cũng không yếu hơn chứ tôn cảnh nhưng mà bị đạo khốc của 60 mươi vào năm trước ảnh hưởng cái con đường đại la diệu cảnh này đã biến thành cựu đạo không phù hợp với thiên địa đại đạo bây giờ. Bởi vậy, uy lực có thể là phát huy ra cũng không bằng thời đại cổ lão. Nếu như thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, trong cái trường hợp cùng có động uyên chí tôn, thì thực lực của diệu cảnh và chí tôn thật sự là không khác nhau là mấy. Cái điểm mà Tân đạo vượt qua cựu đạo không phải là chí tôn cảnh, mà là các đại cảnh giới tân đạo do hứa ứng khai sáng ra đẩy chí tôn cảnh về phía trước một nửa hoặc là một cảnh giới khiến cho chí tôn cảnh có thể sánh cùng với bất hủ cảnh lúc này mới vượt qua cựu đạo Đội thế kim thuyền không chỉ phế đi la phù đạo chủ mà thậm chí cả ngàn vạn cái lưỡi đại la phục thiên kiếm cũng cấm hết lên kim thuyền chiều khóa vàng xoay tròn đội thế kim thuyền cũng xoay tròn theo đội hướng đánh về phía diệu la chi Tôn Diệu La Chí Tôn vừa sợ vừa giận, vội vàng phát động Đại La Phục Thiên Kiếm, nhìn vạn đạo kiếm quang lưu chuyển bay thẳng về phía Thủy Nham. Khi hắn tấn công về phía hướng ngồi trên Thủy Nham, thì đội thế kim thuyền đã nghiền qua thân thể của hắn và đám La Phục, Đa Nguyện Tử, Đông Thạch, Hỏa Linh, Bác Sơn cùng với Nguyên Anh. Cả đám sắp chạm đất. Diệu La Chí Tôn giận dữ gầm to, hai tay đỡ lấy độ thế kim thuyền nghiêm nghị nói chư quân đừng có từ bỏ chủ vững". đám người gào lên liên tục giúp hết tất cả lực lượng hai tay cản lại đội thế kim thuyền chia sẻ áp lực cho diệu la chí tôn cả đám động tâm hợp lực thế nhưng đội thế kim thuyền chính là bảo vật có thể vượt qua vũ trụ hư không từ thời kỳ long đình thái cổ tập hợp tất cả thiên công trên đời dung luyện pháp bảo ở trong thiên hạ để luyện chế mà thành. Nằm đó, Dĩ nhân ở bên ngoài hai đại vực và nhân tộc tầng đạo hoàng, thừa tướng, long tộc, thiên bích, thiên hải, cùng với mấy cái vị đại cao thủ khác chém giết trên cái chiếc bảo thuyền này, mà nó vẫn không có hư hại gì. Dù là chi tôn cắn chặt răng, liều mạng chống lại sức ép của đội thế kim thuyền, phân thần một cái bộ phận khiến cho khống chế đại la phục thiên kiếm thầm nghĩ chỉ cần chiếc chết cái người ngồi trên thúy nhà thì sẽ có cơ hội chuyển bài thành thắng hắn hiện tại là cái người có chiến lược mạnh nhất ở trong đây tất cả hy vọng đều tụ tập ở trên người hắn một kích này là một kích mấu chốt Kiến hắn tế lên đại la phục thiên kiếm không thể xảy ra bất cứ sai sót nào sấm đến một tiếng đội thế kim thuyền vùi bọn chúng xuống lòng đất cái đám người la hét ầm trời sau khi bị đụng thì văng ra xa chung quanh đập núi núi nứt chạm biển biển cạn dốc hết tất cả sức lực chống lại độ thế kim thuyền da thịt tất cả mọi người bùng nổ ta mắt mũi miệng đều là chảy máu khí huyết quanh thân bốc hơi ngùn ngục giống như là những đóa mây máu bên trên kim thuyền tiền đạo đại la phục thiên kiếm đánh về phía hướng tổ thần và thánh tôn lập tức ra tay lê cái tấm thân thể bị trọng thương ngăn lại hơn phân nửa đại la phục thiên kiếm thế nhưng vẫn có rất là nhiều phục thiên kiếm đánh về phía hư ứng đột nhiên nguyên vị ương tới lên 27 mươi lưỡi kim kiếm nghìn tím đại la phục thiên kiếm phi kiếm hai bên va chạm bê trong không chung như là kim điệp nhưng vẫn có hơn 40 mươi lưỡi phục thiên kiếm xuyên qua cái lớp phòng ngự của nguyên vị ương bê đến trước mặt của hư ứng Hư ứng vững vàng ngồi trên thúy nham đột nhiên vương người đứng dậy tay không tắt sắt đón lấy bốn mươi chín cái lưỡi phục thiên kiếm thân hình của y vững vàng dao động như là du long chỉ dùng võ đạo thần thông đơn giản nhất thuần túy nhất để đón lấy bốn mươi chín cái lưỡi phục thiên kiếm này chỉ một thoáng cái bóng người đầy trời nhìn ra xa tưởng như là có bốn mươi chín võ thần hư ứng kết lạc ấn ở trên bầu trời đón lấy những kiếm quan này Ken Tiếng va chạm dọn vang chuyển đến liên tiếp 49 cái lưỡi phục thiên kiếm đều bị đánh trúng chỗ yếu nhất Rơi hết xuống dưới Cấm ở chung quanh Thúy Nham tạo thành một cái vòng tròn lớn Tất cả hư ứng trên không trung Được nhiên thu lại Nhẹ nhàng hạ xuống chỗ Thúy Nham Hư ứng Khí quyến lưu động Thư điểm tất cả chưa pháp võ đạo Động uyên võ đạo đang vận chuyển cực nhanh siêu lưng cũng dần dần dừng lại Võ đạo chân khí khối động cũng chậm rãi bình phục tiêu niên cúi đầu nhìn xem hai tay của mình thấp giọng nói thành công rồi ta thành công rồi y <laughs> dần dần cười ra tiếng thế năm càng ngày càng vang dội đạo của ta rốt cuộc cũng xong rồi con đường này cuối cùng cũng bị ta đi thông rồi y <laughs> <laughs> phát động động uyên võ đạo tiên tiên chân ký vô thế giống như là cầu vòng Rốt vào trong những cảnh giới đã bị thu quạch của y bắt đầu tái tạo những cảnh giới đã bị cắt lìa kia trong lòng của y như là có ngọn lửa nhiệt huyết cuộn trào thiêu chế đến mức lòng ngực cũng cảm thấy nóng rực mục đích y tu luyện võ đạo chính là vì một ngày nào đó sẽ có thể luyện thành động uyên võ đạo luyện lại những cảnh giới đã bị cắt đi vượt qua lúc trước Hiện tại Y Phất Đồng Đồng Uyên Võ Đạo Đón đỡ 49 cái thanh Đại La Phục Thiên Kiếm Của Diệu La Chí Tôn Rốt cuộc cũng chứng minh được Cái con đường này không có tầm thường Y rốt cuộc cũng có thể to gan lớn mật Thế tạo lại cảnh giới bị cắt đi rồi Lần này lấy Đồng Uyên Võ Đạo làm cơ sở Cảnh giới tái tạo ra so với trước đó lại càng hoàn mỹ hơn Theo tiên thiên trần ký của y lưu chuyển cái tòa ẩn cảnh thứ hai dần dần hình thành Tiếp theo là tòa ẩn cảnh thứ ba Tòa ẩn cảnh thứ tư Tòa ẩn cảnh thứ năm Từng tòa ẩn cảnh sinh ra các loại đạo tượng không tầm thường Sơn thủy điện viên Tinh hà vạn tượng Cực kỳ khổng lồ Lúc này Là cái thời khắc ta tái tạo căn cơ đại đảo Kết cấu ký hơn hẳn kết cấu Đạo tượng do đạo dân và đạo phù Làm cơ sở Ta có nên chuyển biến tất cả đạo tượng của mình thành kết cấu lý hay không đây? ứng đột nhiên tốt ra cái ý nghĩa này. Kết cấu lý đã ẩn chứa cái sự cao minh của nó. Bà khỏi thúy nhầm đã có thể phá quỷ Long đình thời đại cường thịnh nhất. Công pháp trên thúy nhầm cũng làm cho hạo thiên đế có thể chịu hoán đến động uyên thái nhất. Thế thế yêu định thời đại mà đạo khóc do kết cấu lý tạo thành lại khiến cho thời đại cổ lão bị quỷ diệt. Nếu như, như Lúc y tái tạo đạo cơ Chuyện kết cấu đại đạo của mình Thành kết cấu lý Như vậy dù là tu vi hay là thực lực của y Đều sẽ hơn hẳn lúc trước Trận chiến thứ hai với tiền đế chí tôn Y có nắm chắc là có thể đánh chết hắn Dù tiền đế vận dụng nguyên thần đại long Hoặc là đại minh cung của thánh tôn cũng là như vậy Y chỉ cần tán hóa toàn diện Là có thể nắm giữ được thực lực cường đại như vậy Thế nhưng là có thể vì đã bị thu hoạch hai lần Hứa ứng luôn có loại cảm giác Không tín nhiệm đối với tán hóa Đối với kết cấu lý Kết cấu lý cố nhiên là mạnh mẽ Đại đạo Thúy Nham cũng rất là cao minh Nhưng mà ba khối Thúy Nham dù sao Cũng đến từ bỉ ngạn Không rõ thiện ác Ai có thể hãy dám chắc Trên ba khối Thúy Nham này Không để lại những sơ hở nào đó Mà không không muốn người ta biết được chứ Nếu như ba khối Thúy Nham này cũng là dùng để thu hoạch rau hè thì sao? Y không khỏi nhớ tới cảnh mình gặp phải chư Phật đại đại đối âm tự, thầm nghĩ. Nhìn từ hoàn cảnh của đám người Phật tổ, của ngộ không giống như là sao hẹ, mà lại giống như là bị câu lên. Kết câu lý và tán hóa đều cực kỳ hấp dẫn, chỉ cần tu hành là có thể có được lực lượng cường đại, lấy tư chất và ngộ tính của Y, nếu tìm hiểu thấu đáo đại đạo ghi lại trên Thúy Nham Chị lại giải mã công pháp trên thiếu nham thạch khất tuyệt đối có thể quét ngăn hết thảy chướng ngại nhưng mà hứa ứng vẫn từ bỏ vụ hoặc này vì sao nhân gian thiên đạo có thể khôi phục được ở trong hắc ám thiên đạo chứ y lại nghĩ đến cái điểm này trong lòng yên lặng nói chỉ sợ không chỉ là đơn giản là do lòng người đâu thiên địa đại đạo của bản thổ tất là có chỗ độc đáo riêng Điểm đại căn bản lão có thể vượt qua được kết cấu lý vượt qua được tán hóa rồi cái điểm này y hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai khác bởi vì y đã độ kiếp vô số lần tại nhân gian giới tận mắt chứng kiến thiên đạo bản thổ khôi phục ép lùi hắc ám thiên đạo do thúy nhâm hình thành y ẩn ẩn cảm thấy mình đã bắt được một điểm mấu chốt đủ để khiến cho mình lấy được thành tựu còn lớn hơn cả đạo tổ chỉ cần tiếp tục nghiên cứu xuống dọc theo cái con đường này nhất định có thể vượt qua được kết cấu lý một bên khác trong lòng diệu la chí tôn cảm giác vô cùng nặng nề phát hiện đại la phục thiên Kiếm của mình cũng không có hiệu quả nếu mà bọn ta ở trong trạng thái toàn tỉnh mấy cái tán nhân này và hai cường giả đạo cảnh bắt trọng kia hoàn toàn không đáng để lo ngại thậm chí ngay cả cái chiếc thuyền này của bọn ta Cũng có thể ngăn cản được Cái đám người Diệu La Chí Tôn vô cùng ấm ức Kỳ thực Thực lực của tán nhân cũng không phải là rất mạnh Cảnh Minh và Minh Vương Tôn Cũng không phải là vô địch Nhưng mà hết lần này tới lần khác Bọn họ đều đang ở trong trạng thái bị thương Không cách nào phát huy ra được toàn bộ thực lực Diệu La Chí Tôn không có bị thương nhưng mà một cây chẳng chống vững được nhà. Công kích đạo dựa vào lực lượng của mình để chiến thắng kẻ địch được. Bọn họ bị hứa ứng đánh tan từ từ nên mới rơi vào trong tình cảnh như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, danh tiếng khi mà giết chết Thánh Tôn và Tổ Thần thực lực quá lớn, lợi ích cũng đủ đam mê người. Nhất là giết chết Thánh Tôn lại càng có thể thu hoạch được Tam Đại Động Uyên Chí Tôn của Thánh Tôn. Tam Đại Động Uyên Chí Tôn Chứ riêng dụ hoặc này đã đáng giá cho bọn họ mạo hiểm rồi Mặt thầy như đội thế kim thuyền Sắp sửa nghiền nát bọn họ Tốc độ của chiếc kim thuyền này Là hay càng ngày càng chậm Cuối cùng còn dừng lại hẳn Cái đám người diệu la chí tôn Tạo hóa chí tôn đều thở phào một hơi Lực lượng của chiến đội thế kim thuyền này Có hạn cũng không phải là vô địch Đội thế kim thuyền dù sao Cũng không phải là pháp bảo chế tạo ra Vì chiến đấu Mà là pháp bảo giúp long tộc tìm kiếm sinh cơ, luận về uy lực, cũng không đạt đến trình độ hơn hẳn Pháp Bảo Chí Tôn. Chỉ vì cái đám người tàu hóa Chí Tôn đã bị thương trước, mới bị áp chế đến mức thê thảm như vậy. Ngay cái giây phúng Đội thế kim thuyền bị đám người diệu la Chí Tôn bọn họ ép dừng lại, thì đột nhiên trong bóng tối có ánh sáng như là tuyết lóe lên. Nghìn vạn đạo cảnh bồng bềnh ở giữa không trung. Tiền để Chí Tôn Tới lên nghìn vạn đạo thụ và đạo quả phía sau làm tam đại động uyên hạo thương thái nhất và thái nhất chậm rãi đi tới từng tôn tán nhân gào thét tiến lên Đấu lấy đạo thụ đạo quả của đại minh cung nhưng mà sau một khắc nghìn vạn đạo thụ phát ra hào quang sáng người. đạo quả bắn ra từng tầng đạo uy ngăn cản mấy ngàn tán nhân có thể so với đại la kim tiên đại minh cung của ta Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện. Hừ, tiểu tử Sơn Minh, đúng thật là to gan. Tiền để trí tôn nhìn tiếp ánh mắt của hắn, khẽ khơm người. Ánh mắt lập tức vượt qua thánh tôn, giao nhau với ánh mắt của hứa ứng. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, muốn đưa tay ra tính toán, nhưng mà lại chợt dừng lại. Hứa ứng nhẹ nhàng nâng tay lên, cảnh minh và vương minh tôn lập tức phi thăng bay lên trung kính đạo thụ đạo quả đạo cảnh của đại minh cung chống đại nghìn vạn đạo thụ đạo quả xuất đỉnh mấy ngàn tán nhân kia lưu lại mỗi người bọn họ đều đằng không bay lên đáp xuống kim thuyền cái chiếc chìa khóa vàng chậm rãi dâng lên đội thiết kim thiện cũng từ từ đi lên hướng ở trên cao nhìn xuống tiên đế chí tôn không nói lời nào trên người y còn có vài cái bộ phận bị thương chưa chữa khỏi hết đạo thương chưa tan đột nhiên lại bắt đầu ẩn ẩn bị đau cái đám người diệu la chí tôn nhìn thấy tiên đế chí tôn đều nhẹ nhàng thở ra đám người đa nguyện tử đông thạch tiên sinh hỏa linh tiên tử liên tục ho ra máu khí tức suy bại miễn cưỡng lắm mới không ngã xuống tiên đế canh thời gian tới cũng vừa đúng lúc ngay lúc bọn họ chưa càng hết sức lực xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quy củ của lục tôn thập nhị diệu tiên đế cũng chơi rất tốt thậm chí lão khóa hầu còn chuẩn hơn cả bọn họ sơn minh cứu giá chậm trễ tiên đế chí tôn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ khơm người chào có đám tạo hóa diệu la ấy nấy nói nếu mà ta đến sớm một bước chưa vị sư thúc đã không bị thương như vậy rồi tạo hóa chí tôn hòa nhã nói Đừng có nói như vậy Bệ hạ tới rất là đúng lúc Hắn Phúc luôn mực Gọi tiên đế là sư chất Có đôi khi gọi thẳng cái tên Nhưng mà hiện tại đã đổi miệng gọi là bệ hạ Trong lòng hắn Không khỏi cảm thấy Tại vẫn luôn khinh thường Mạnh sơn minh Cho rằng hắn vẫn là tiểu gia quả Chẳng nên thần ở trong môn hạ của thanh quyền Không ngờ hắn có được cơ hội Lại bay lên cao như vậy La phù đạo chủ nhìn về phía Từng đạo quả đạo hoa Từng gốc đạo thụ vần quanh tiên đế sắc mặt vô cùng phức tạp Ngày đó xông vào trong đại minh cung của Thánh Tôn Trừ tạo hóa và tiên đế ra Còn có hắn ở trong diện trường Và lại còn ra sức không nhỏ Nhưng tới lúc quan trọng Tiên đế đột nhiên đánh một chưởng lên lưng của hắn Đánh hắn thành trọng thương Đến mức hắn không thể chia một chén canh bây giờ thấy thiên đế điều động những đạo thụ đạo quả này trong lòng của hắn chẳng những dễ chịu gì cho cam lúc trước sau khi hắn đào tẩu cái người chia cắt đại minh cung chính là tạo hóa chí tôn và thiên đế trong đó tạo hóa chí tôn đã dọn đi toàn bộ đại minh cung lại còn chia được rất là nhiều đạo cảnh thiên đế chỉ được chia đạo thụ đạo hoa đạo quả mà cũng chỉ chia được một phần nhỏ phần lớn chỗ tốt đều bị tạo hóa chí tôn lấy được chỉ có điều về sau tạo hóa chí tôn phát hiện muốn phát động đạo cảnh cần phải có hiểu biết đối với đại đạo đó như vậy mới có thể vận dụng đạo cảnh thành thạo hắn tinh thông tạo hóa chi đạo luyện thành tạo hóa chi khí nhưng muốn thăm dò những đạo cảnh đại đạo của thánh tôn đã luyện ra với hắn mà nói thật sự là một cái nhiệm vụ vô cùng gian nan hướng gì hắn vốn là một trong những tồn tại cường đại nhất ở trên đời này đạo hóa chí tôn là một trong những đại đạo mạnh nhất ở trong thiên hạ này động uyên hạo anh cũng là một trong những động uyên mạnh nhất thiên hạ cần gì mà phải đi tìm hiểu đạo lý ẩn chứa ở trong những đạo cảnh này trước nhưng mà tiên đế lại khác với hắn tiên đế có được những đạo thụ đạo hóa đạo quả này thì lập tức bắt đầu nghiên cứu từ đạo thụ đạo lý ẩn chứa trong đạo thụ tương đối là dễ hiểu hắn có thể mượn thần toán để suy luận đạo pháp ẩn chứa ở trong những đạo thụ này sau khi lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa trong đạo thụ lại từ cạn đến sâu lĩnh ngộ đạo hoa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lại từ đạo hoa thâu diễn đến đạo quả kể từ đó đạo hoa đạo thụ đạo quả hắn đều có thể vận dụng bởi vậy cho dù là tạo hóa chí tôn có được phần lớn đại minh cung nhưng mà thu hoạch cũng không nhiều bằng hắn Hứa ứng Đã lâu không gặp Ánh mắt của tiền đế chí tôn Rơi vào trên người của hứa ứng Giống như là vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng Cười, nói <cười> Nhìn thấy ngươi còn sống chậm rất là vui mừng Chấm đã từng suy tính tung tích của ngươi rất là nhiều lần Kết quả tìm ra đều là ngươi đã chết Bây giờ nhìn thấy ngươi suốt cuộc ta cũng đã hiểu ra Hứa ứng nằm đó bị ta điều khiển trong luân hồi đúng là đã chết Nhưng người bật rắn thì vẫn còn sống sót Ánh mắt của hứa ứng sâu thâm thẳm Y vẫn cho là khi mình nhìn thấy tiên đế một lần nữa Thì sẽ không kiềm được cái cơn giận của mình Sẽ lao vào quyết tử chiến một trận với đối phương Nhưng không ngờ khi chuyện thật sự đến Y lại phát hiện mình đã tỉnh táo hơn dự đoán của mình rất nhiều Nguyên vị ương đi vào bên cạnh Y nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của hắn để y giải sầu anh mặc tiên đế chí tôn lại rơi vào trên người của nguyên vị ương mỉm cười nói <cười> nguyên quân cũng như vậy trên đời này ít ai có thể lừa gạt được chấm ngươi là một trong số đó nguyên vị ương hơi nghi hoặc mình chưa bao giờ gặp tiên đế không biết vì sao hắn lại tỏ vẻ quen thuộc với mình như vậy Tiên đế Chí Tôn bình tĩnh nói Một chữ tình này là gian nan nhất Chấm dụng tâm lương khổ 48 ngàn dẫn năm trước hạ lương hồi nguyền rúa đối với hai người các ngươi Khiến cho các ngươi luân hồi hết kiếp này tới kiếp khác Tới nay tình cân thâm chủng Giống như là bản thân chấm cũng không thể phá giữ được Cái loại lương hồi nguyền rúa tập hợp Lương hồi đại đạo chi lực này Nhưng mà nguyên quân ngươi lại có thể phá giải được Còn lưu được cái chấm thiên phú như vậy khiến cho người khác phải kính sợ Hắn tán thưởng liên tục, khâm phục, nói Một người là hư ứng của 48 ngàn năm trước, một người là tử động nguyên quân, một đôi nam nữ suy tình. Vậy mà, dùng cái phương pháp hy sinh bản thân để phá giải nguyền rủa của luân hồi đại đạo, tư mình thoát khỏi... Nguyên vị ương nghi ngờ, nói A ứng, à, ừ, hắn nói cái gì vậy? hứa ứng sắc mặt lạnh nhạt nói không có gì chỉ ngôn nút lâm chung mà thôi tiền để chí tường khen không dứt miệng nói khi đó khi mà ngươi ăn hai chén cơm ở chỗ sư tôn thanh quyền của ta thì giống nền đón xa khi đó ngươi không phải là ngươi thật sự ta thật không thể nào ngờ cái kẻ mang theo ký ức hơn bốn vạn tám ngàn năm lại không phải là chân thân mà cái kẻ mang theo ký ức hai mươi năm như ngươi mới là chân thân thật sự gạt hay lắm gạt hay lắm <laughs> hứa ứng thản nhiên nói minh tôn đừng có nhiều lời nữa giữa ngươi và ta vẫn còn thiếu một trận quyết chiến đó tiên đế chí tôn nhớ mày tam đại động yên xếp thành một hàng khí thức đại đạo thuần chính lan tràn ra từ trong động yên mỉm cười nói <laughs> hứa ứng Người muốn khi nào thì quyết đấu hả Khí tức Đại đạo thuần chính phát ra từ trong động uyên kia Đúng là 13 cái tòa đạo cảnh Hắn thu được từ chỗ hứa ứng Không chỉ là như vậy Hắn còn thước đột Từng cảnh giới của hứa ứng Lúc này những cảnh giới đó và cảnh giới của hắn Đã được luyện thành một thể Tu vi thực lực liên tục tăng lên Thánh tường Sắc mặt ngưng trọng đây chính là cảnh giới của hư ứng dưới trạng thái đạo tố sao? Cái ghép cảnh giới đạo tố thật sự đã giúp thực lực của Minh Tôn tăng lên quá là lớn. Mặc dù thương thế của hắn cực nặng, nhưng mà tầm mắt kiến thức vẫn là vô cùng bất phạt. Đạo tổ không thể coi thường. Mặc dù tu vi của hứa ứng khi đó không đạt đến trí tôn cảnh, nhưng mà tu vi thực lực đã có thể so với chí tôn. Thu hoạch hứa ứng giúp tiền đế tăng lên không chỉ là đơn giản về thực lực của một chí tôn, mà là chuyện để bổ sung cái phần còn thiếu sót của hắn. Hiện tại, thực lực của tiên đế đã vượt qua đế thanh huyệt năm đó, vượt qua tạo hóa chí tôn và diệu la chí tôn dưới trạng thái toàn thịnh. Hắn chỉ lã đạo tôn, ai mà nói yếu cũng còn chưa biết. Thánh tôn thầm nghĩ, Lã đầu tôn chúng trong giọng hương đại, tu hành sáu mươi vạn năm, Bây giờ tiêu di thực lực sớm đã không phải là lã đạo tôn xếp hạng thứ tư nữa rồi. Nếu mà lục tôn xếp hạng một lần nữa, lã đạo tôn hắn lại vượt qua tạo quá xếp sau ta. Lã đạo tôn là chí tôn đỉnh phong tu thành 60 vạn năm. Trong suy nghĩ của thánh tôn, tiên đế có thể đặt song song với hắn đã là khen ngợi cực cao rồi. Đáng tiếc là tư chất ngộ tính của mình Tôn dẫn kém một chút, chung quy khó mà đặt đến thành tựu cực hạn Thánh Tôn thầm nghĩ Lúc này giọng nói của thứ ứng truyền đến Một năm sau Ở bên bờ thiên nguyên Tổ thần và thánh tôn đều thầm giật mình Quay đầu nhìn về phía hứa ứng Thời gian một năm thật sự là quá ngắn Chỉ sợ khi đó vết thương của hai người bọn họ Còn chưa có thể chữa khỏi Tiền đế chí tôn cười Nói <laughs> Được Một năm sau ta sẽ tiếp tục thu hoạch ngươi một lần nữa hắn chậm rãi lưu lại cái đám người đang huyền tử đông thạch hỏa linh chật vật đuổi theo cùng nhau lui về phía sau hứa ứng đứng trên thủy nhàm đưa mắt nhìn bọn họ đi xa Thật đến khi cái đám người tiên đế chí tôn biến mất ở trong hắc ám mới thôi tổ thần kể như mày nói à, ứng ngươi định rất cái kỳ hạn một năm như vậy thực sự là quá nhanh Hắn là nên phải là 10 năm mới phải Hắn lại cảm thấy 10 năm cũng không ổn lắm Bèn sửa lời nói Trăm năm Kỳ hạn trăm năm là tốt nhất Hứa ứng mỉm cười Nói <cười> Tổ thần cứ yên tâm Ta có nắm chắc một năm sau Có thể giết chết được hắn trước mặt mọi người ở tiên giới Tổ thần và thánh tôn đều như mày Cảm thấy y quá là kinh địch Ánh mắt của hứa ứng trở nên thâm trầm Đấy lòng có một thanh âm yên lặng Nói Mạnh Xuân Minh Đến này Ngươi vẫn chưa từng phát hiện ra sao Thế của trao vẹ chính là như vậy Hiện tại toàn thân trên dưới của ngươi Đều là đồ của ta Lấy cái gì để ngăn cản ta thu hoạch ngươi chứ Chỉ có điều y không nói sai lời này Ngay trước mặt của tổ thần và thánh tôn Không lo thắng trước lo bại Trước khi quyết chiến ở thiên uyên lần trước hứa ứng cũng đã đánh xuyên qua hai đại động uyên thái nhất của mình để lại hai vết rách mục đích của y chính là cho dù tiên đế thu hoạch thành công lấy được động uyên của y lúc tu luyện cũng sẽ vì hai cái vết rách này mà để lại sơ khở trên đạo pháp thần thông có lẽ người khác còn cần tìm hiểu sơ hở trên động uyên thái nhất nhưng mà đối với hướng mà nói thì lại rõ ràng vô cùng thậm chí y có thể suy đoán ra vị trí sơ hở bên trong chư pháp của tiên đế đây là cái bẫy rõ ràng nhất mà y để lại cho tiên đế tiên cảnh cấp độ càng sâu hướng ứng hiểu rõ mỗi một cảnh giới của mình như lòng bàn tay tiên đế các cảnh giới của y giả mạo đạo tổ tân đạo dùng cảnh giới của y để tu luyện chính là đang giúp y rèn luyện và tăng cường những cảnh giới này tiên đế lợi dụng những cảnh giới này càng sâu y lại đối với đạo cảnh của mình lại càng sâu càng dễ dàng bị y thu hoạch Lúc trước Đối với ta mà nói Thì Mạnh Sơn Minh số không lượt được, được Nhưng mà Mạnh Sơn Minh bây giờ khắp nơi đều là sơ hở Trong lòng hứa ứng yên lặng suy nghĩ Mà những sơ hở này đều bị y gieo xuống từ lần thu hoạch kia <laughs> Tổ thần, Thánh Tôn Các người cứ tiếp tục dạy bảo dị ương đi Ta tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa Là có thể trợ giúp hai vị chữa trị đạo thiên rồi Hứa ứng mỉm cười nói Thánh Tôn và Thủ Thần im lặng gật đầu tiền Đệ Chí Tôn xuất lĩnh đám người tạo hóa nhiều lai đi xa Là Phụ Đạo Chủ thấy sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng Thì lại cười, nói <cười> Bây giờ không cần lo lắng Đạo thương trên người hứa ứng cũng chưa khỏi hẳn Một năm sau chưa chắc đã có thể khỏi hẳn Hắn không có căn cơ đại đạo Bị cắt thành trống rỗng Với cái tình trạng của hắn bây giờ Không đã thương được người đâu Hắn sẽ bị người thu hoạch một lần nữa mà thôi Nguyên Anh Đạo Chủ khẽ nhíu mày Nói Có điều trong hắn không giống như là Không có căn cơ Dùng tăng đạo mà nói Bây giờ hắn là lục đạo cảnh Thời gian 5 năm Có thể tự không có gì Một hơi tu luyện đến lục đạo cảnh sao La Phù Đạo Chủ lắc đầu Nói Đừng nói lục đạo cảnh Cho dù hắn có thể tu luyện đến đạo cảnh cảnh đi nữa Chẳng qua cũng chỉ là ngàn như lúc trước Mà Minh Tôn luyện quá cảnh với của hắn Chiếm được động uyên của hắn dùng ấn cảnh của hắn để bù đắp thiếu sót của mình. Dù là xét trong lục tôn, tiêu di thực lực của Minh Tôn cũng gần như là thánh tôn rồi. Hướng sẽ có thể so sánh với Minh Tôn chứ. Nguyên anh đạo chủ cẩn thận suy nghĩ, không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý. Tiên đế thở dài, nói Hơi, Mục tiêu của ta xưa nay không phải là hứa ứng Hứa ứng chỉ là một cộng sâu Bị cắt sông chỉ còn sót là một chút rễ cây nảy mà một lần nữa mà thôi. Cái loại qua màu này khó mà mọc ra được trái cây xuất sắc gì, thu hoạch cũng không khó. Mục tiêu của ta chính là thánh tôn và tổ thần. Cơ hội lần này rất là hiếm có, nếu như mất đi cơ hội lần này, khiến cho thánh tôn và tổ thần khôi phục lại, muốn diệt trừ bọn hắn, vô cùng khó khăn. Sắc mặt của đám người đều trở nên ngưng trọng. Thánh tôn mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ, cũng là mục tiêu chuyến đi này của bọn họ. Chỉ là lúc này bọn họ đều bị trọng thương Thân thể và nguyên thần Lâm vào xu thế tán hóa Tu vi lại bị Thúy Nham Đại Đạo ô nhiễm Rất khó luyện đi những đạo thương này Dù là chỉ tôn khẽ như mày Trong lòng yên lặng Nói Ừ Hắn là không đơn giản như vậy Hắn là lục đạo cảnh Cứ thể ngăn cản Đại la phục thiên kiếm Mà ta tế lên thì không thích hợp một chút nào Lần này Chứ dù là tạo hóa hay là đám người Đang nguyện tử, hỏa linh tiên tử Thậm chí là bao gồm cả tiên đế Đều chưa tượng giao phong chính diện với hứa ứng hiện tại Cái người duy nhất Có va chạm với hứa ứng chính là Diệu La Chi Tôn Diệu La Bị trấn áp ở dưới thuyền lấy Đại La phục thiên kiếm ám sát hứa ứng Lần lượt bị thánh tôn tổ thần Và nguyên vị ương ngăn cản Nhưng vẫn còn có 49 cái chiếc Phục thiên kiếm xông ra khỏi trùng quay nhưng mà toàn bộ những phục thiên kiếm này của hắn Đều bị hứa ứng đoán đỡ được Thì nói Khi đó hắn cần chống lại Cái sự nghiền ép đến từ độ thế kim thuyền Không cách nào phát huy được Toàn bộ uy lực của phục thiên kiếm Nhưng pháp bảo chí tôn kinh người cỡ nào Dù chỉ phát huy được Một hai thành uy lực Thì cũng đủ để quỷ diệt một luyện khí sĩ Lục đạo cảnh trăm vạn lần Tốc độ phát triển của hứa ứng Còn nhanh hơn nữa một năm sau Cũng không thể tu luyện đến cấp độ chí tôn được Trong lòng của hắn thầm nghĩ Không nói cái chuyện này cho tiên đế biết Dù sao Cái loại chuyện này nói ra Rất là mất mặt Và lại Giữa lục tôn thập nhị diệu thường thường Đưa thang sự ấm trong ngày tuyết rơi Với nhọc Tiên đế chí tôn còn chưa trọng thương ngã gục Mình sao có thể dệt hoa trên gấm chứ Đại tu quạch hứa ứng trong đó có một cái tòa đạo cảnh chính là đạo cảnh thúy nhâm đạo cảnh này chính là hướng lĩnh ngộ thúy nhâm đại đạo liên thành ẩn chứa máu chốt phá giải đạo thương trên người các người tiền đệ chí tôn sắc mặt ôn hòa cười nói <laughs> hứa ứng lĩnh ngộ ra đại đạo Thúy nhâm là vua giàu thái nhất khai ngộ chiêu vị sư thúc ai có thái nhất khai ngộ không ngại lấy ra mỗi người cùng nhau nghiên cứu thúy nhâm đại đạo sớm ngày giải quyết thường thế thái nhất khai ngộ chính là ngộ đạo chi pháp mà hào thiên đế lĩnh ngộ ra từ bên trên thí nham của địa tiên giới hào thiên đế dựa vào các pháp môn này để lĩnh ngộ ra thái nhất đại đạo triệu hoán ra động uyên thái nhất lịch đại tiên đế các đời đạo tổ cũng đều dựa vào thái nhất khai ngộ để triệu hoán ra động thuyên của mình chỉ là về sau thái nhất khai ngộ để bị cấm chỉ lưu truyền biến mất giữa thế gian Pháp môn khai ngộ này cực kỳ trân quý Tiên đế chí tôn chẳng qua là đồ đệ của thanh huyền Là cái con rối Chứ lục tôn thập nhị diệu nâng đỡ lên Không có tư cách tiếp xúc với thái nhất khai ngộ Hắn ngập ngã có pháp môn khai ngộ này đã lâu Tàu hóa chí tôn cười Nói <laughs> Bây hạ nói có lý Lão thần có một quyển Thái nhất khai ngộ Nguyện dâng ra cho mọi người cùng dùng Hắn lấy ra thái nhất khai ngộ mà mình cất giấu đã lâu. Pháp môn này chính là huyện đô Ngọc Kinh cất giữ. Huyện đô đã bị diệt, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Tiên đế mượn rỡ thu hồi thái nhất khai ngộ, nói <laughs> Tạo qua đạo quinh cứ yên tâm. Ta ngộ ra ảo diệu của thúy nhầm đạo cảnh thì sẽ giúp các vị chữa trị thường thế. Hắn không còn xương siêu thúc nữa mà gọi là tạo hóa chí tôn thành đạo quân. tạo hóa chí tôn cũng lơ đỉnh cười nói <cười> kinh văn này bác đại tinh thâm không bằng bây hạ già cáp về đạo hữu cùng chia sẻ với nhau cùng giả mã thái nhất khôi ngộ và thúy nham đạo cảnh năm đó cái người tu hành thái nhất khai ngộ rất nhiều nhưng mà có thành tựu triệu quán được động uyên chí tôn là lác đác không có mấy chỉ bằng hợp mu hợp sức cũng có thể sớm ngày khôi phục. Tiên đế làm sao chịu chia sẻ cùng bọn họ chứ? Nhưng nếu như mình không có chuyện, chỉ sợ tàu hóa chí tôn sẽ trở thành cái bánh trái thơm ngon trong mắt người khác. Dù sao, tàu hóa chí tôn khẳng định cũng sẽ giữ làm một phần. Chấm nguyện ý chia sẻ cùng với các vị đạo hữu. Tiên đế cười, nói mọi người đều vui vẻ trên đội thế kim thuyền hứa ứng tái tạo ẩn cảnh trùng tu động thiên qua hơn 10 ngày đã luyện về động uyên thái nhất không chỉ có như vậy mà động uyên vô cực thái cực thái thương thái anh thái thượng mà nguyên vị ương tu luyện hứa ứng cũng là một lần nữa luyện thành nguyên vị ương có được lục đại động uyên nếu như tu thành chí tôn cảnh chính là lục đại động uyên cấp chí tôn mà hứa là nhiều hơn nàng một cái động uyên võ đạo. Bây giờ quy mô bảy động uyên của hứa ứng còn nông cạn, nhưng mà lực lượng ẩn chứa ở trong động uyên lại cực kỳ khả quan, khiến cho tu vi của y tăng lên nhanh đến rất là nhiều lần. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, y đã luyện về bất diệt chân linh, bất diệt nguyên thần. Thất đại động uyên đồng loạt tiến lên, lục đạo cảnh của y lại tiến thêm một bước, bước vào trong phi thân cảnh bấy đại động yên của y vận chuyển ở sâu lưng tiên linh chi khí với thiên địa linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của y không ngừng đẩy tu vi của y đi về phía trước về vận nguyên vị ương tu vi lại càng thâm hậu loáng thoáng có thể sánh ngang với hư ứng khi mà độ kiếp phi tăng năm đó nàng tu thành lục đại động uyên khi đó hư ứng chỉ tu thành động uyên thái nhất cái số lượng động uyên còn kém xa nàng Hai người đứng chung một chỗ Chuyển khai toàn bộ động yên của mình ra Hòa lẫn vào nhau Những cái ngày này ở chung Tình cảm của hai người dần dần trở nên sâu đậm Cùng nhau nghiên cứu đạo thương của Tổ thần và Thánh Tôn Trao đổi kiến giải với nhau Càng thêm hiểu rõ lẫn nhau Tổ thần tinh thông hắc ám thiên đạo Nhưng mà đối với Thúy Nhâm Đại Đạo Lại không tinh thông cho lắm Che miệng vào không lọt Thánh tường lại có chỗ nghiên cứu Đối với Đại Đạo Thúy Nhâm nhưng mà mỗi khi hắn chen vào nói Hướng đều lạnh lùng liếc tới Hắn lại thức thời im miệng Trải qua hướng và nguyên vị ương cố gắng chữa trị Thương thế của tổ thần và thánh tôn Cũng dần dần tốt lên rất nhiều Tu vi thực lực lại càng ngày càng mạnh Trong quá trình chữa trị Tổ thần và thánh tôn nghe thấy những gì hứa ứng và nguyên vị ương giao lưu với nhau Thì đều kinh ngạc không thôi Hai người trẻ tuổi này Thông minh dị thường giải mã rất là nhiều ảo diệu của thí nhâm đại đạo từ trong đạo thương của bọn họ khiến cho bọn họ cũng thu hoạch được không ít mà bạch cúc thằng long kia cũng thường xuyên chạy tới nghe hứa ứng và nguyên vị ương giao lưu ngày thường lời cùng hứa ứng tu luyện tu vi tiến cảnh càng lúc càng nhanh long khí quấn quanh thân thể lại có khí quyến hóa sinh, hình thành cốt nhục da thịt hình thái của ngũ tạng lục phủ sườn trảo và vẫy đây là cách tu luyện của chuông lớn mới mà lại được nghiệm chứng ở trên người của nó. đây là cái điểm mà làm cho tổ thần và thánh tôn kinh ngạc nhất. ai có thể nghĩ tới gia quả đã chết ngàn vạn năm đi theo hướng tu luyện võ đạo Vậy mà sắp luyện đến mức khởi tử hoàn sinh chứ? <laughs> tiểu bạch nhất định đã có thể tu thành nhục thân. hướng ứng nhìn cái con bạch cốt thần long này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. chuông lớn luyện giả tu chân tu luyện cực kỳ gian nan không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể luyện thành ngay cả bản thân chu lớn cũng phải trốn ở bên trong tiên thiên đạo tràng của hứa ứng lần mò có vậy mới đi thông cái con đường này từ chất của tiêu bạch chắc chắn là cực kỳ lợi hại không thua gì ta rồi hứa ứng thầm nghĩ khoảng cánh kỳ hạn nửa năm nguyên vị ương phi thăng càng ngày càng đến gần Hứa ứng và Nguyên Vị Ương theo thứ tự Ngồi trên Thúy Nham khai đàn giảng đạo Chuyện tâm đắc khi mà chữa trị đạo thương của Tố Thần Và Thánh Tôn Là cho những đệ tử như là Cảnh Minh Minh Vương Tôn Bên dưới Thúy Nham Là ngàn vạn tán nhân tu luyện có thành tựu Trở lại như cũ Tất cả đều tập trung tinh thần Không dám lơ là Hứa ứng và Nguyên Vị Ương Đều có lĩnh ngộ không tầm thường Thông dòng nói ra Khiến cho đám người nghe như là si như mê Đúng lúc này Chỉ nghe trong hắc ám chuyện tới một thanh âm nặng nề Nói Hứa đạo hữu Nguyên đạo hữu giảng giải hoàn toàn đúng Làm cho người ta như được nhìn thấy một con đường khác Nhưng mà còn chưa đủ cao thâm Tại hạ mạo muội tới chơi Nguyện ý giao lưu cùng với hứa đạo hữu và nguyên đạo hữu đôi điều Hứa ứng nghe vậy Theo tiếng nhìn lại Tổ thần và thánh tôn thì sắc mặt ngưng trọng Bỗng nhiên đứng dậy đằng đằng sát khí Dù thương thế của hai đại cường giả vẫn chưa khỏi hẳn Nhưng mà trẻ có khoảng thời gian này được chữa trị Thì đã khỏe hơn một nửa Lúc này khí thế bộc phát Quả nhiên nghiền ép đến mức hư không chung quanh Có tiền đạo sấm sét vần lên Sau lưng thánh tôn hiện ra tám đại động uyên chí tôn Mênh mông thầm thúy Rộng rãi không gì sánh được ba loại đại đạo cấp chí tôn gần như là sôi trào chạm vào trong cơ thể của hắn hắn tâm niệm khẽ động nghìn vạn đạo thù đạo quả và đạo cảnh bồng bềnh khắp nơi thủ thần thì dẫm chân xuống bầu trời ở trên đầu đột nhiên trở nên một nửa sáng một nửa tối trong vũ trụ có vô số ngôi sao chỉ là thoáng một cái đã xuất hiện trên bầu trời giống như là bị một cỗ lực lượng lớn lao nào đó kéo đến gần đưa tay là có thể chạm tới chứ dù là như vậy theo đại tồn tại chí cường vẫn khẩn trương vạn phần Nhìn chăm chăm cái nơi phát ra thanh âm kia Hứa ứng nhìn lại Chỉ thấy một nam tử cao lớn giá người khôi ngu đi tới Cái người nọ hào qua phong nhã Hiển thị rõ các phong thái nho nhã Đi tới trước cái khối thủy nham hình chiếc thuyền Lộ ra cái vẻ hỏi thăm Hứa ứng đưa tay ra mời Cười nói <cười> Xin hỏi các hạ là Lục dĩ nhân Nam tử cao lớn kia leo lên Thúy Nham cười, nói <cười> Lần trước khi mà hứa đào hữu ngộ đạo ở nhân dân giới Ta đã từng nhìn thấy các hạ Chỉ là không có quấy rầy Lần này hai vị đào hữu giảng giải thần thông đại đạo của ta Giảng giải ở trên Thúy Nham Ta nghe đến mời mẫn Không khỏi cũng muốn nói hai ba câu Hứa ứng liếc nhìn tổ thần và thánh tôn Lục dị nhân cười Nói <cười> Thánh tôn tổ thần và ta hiểu lầm Do lại ta cũng bị thương Hiểu lầm kia cũng coi như là đã giải trừ Thánh tôn và tổ thần từ chối cho ý kiến Im lặng không nói Hứa ứng mời lục dị nhân ngồi xuống Rất mặt nghiêm nghị Nói Nếu là giảng đạo Như vậy xin mời đạo hữu nói Chúng ta sẽ rửa tay lắng nghe Lục dị nhân không khách sáo Với y ngồi xuống Đưa mắt nhìn về phía rất là nhiều tán nhân bên dưới Mở miệng nói chuyện hứa ứng tổ thần thánh tôn và nguyên vị ương cũng đều lộ ra có vẻ kinh ngạc ngôn ngữ trong miệng của hắn vậy mà không phải là ngôn ngữ bọn họ biết rõ mà là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ đảo mỗi một âm thiết đều là đạo âm ẩn chứa đạo pháp ảo diệu mặc dù bọn họ chưa từng nghe qua các loại ngôn ngữ này nhưng mà trong khoảnh khắc nghe lọt vào trong tay lại có thể hiểu rõ được hàm nghĩa của mỗi một âm thiết cùng với đạo pháp ảo diệu ẩn chứa trong đó Chẳng lẽ lục dị nhân này Thật sự là đến truyền đảo sao Trong lòng bọn họ vô cùng buồn bực Theo ngôn ngữ cổ đảo mà lục dị nhân nói ra Càng ngày càng nhiều Chỉ thấy chung quanh thúy nham Cứ đu loại hoa văn hình nhánh cây bay múa Dần dần hình thành từng tôn cổ thần Với đu loại hình thái Hoặc là ngồi xếp bằng Hoặc là đứng sừng sững Hoặc là đứng giữa hư không muôn hình vạn trạng Đạo ngữ phun ra từ trong miệng của hắn Dần dần vượt qua lý giải lĩnh ngộ của hứa ứng và nguyên vị ương đạt đến cái độ cao hoàn toàn mới của đại đạo thúy nhân khiến cho hứa ứng và nguyên vị ương cũng nghe như say như mê lục kỳ ngân số cục hắn muốn làm cái gì đây trong lòng bọn họ thỉnh thoảng vẫn lại sẽ tốt ra cái ý nghĩ như vậy thật lâu sau lục dĩ nhân dẫn đến mệt mỏi lúc này mới dừng lại chung quanh lặng ngắt như tờ chỉ có âm thanh đạo khóc xa xa ngẫu nhiên chuyển đến trong tay của bọn họ các đám người hứa ứng nguyên vị ương vẫn còn đắm chìm trong quá trình tham ngộ thúy nham đại đạo chỉ cảm thấy lần giảng đạo này của lục dị nhân đã vượt xa lĩnh ngộ của bọn họ lúc trước hứa ứng hấp thu hơn phân nửa đạo pháp do lục dị nhân giảng còn có một vài điểm khó mà lý giải được tạm thời không hỏi mà chỉ nói các hạ đạo pháp tinh sảo khiến cho người ta khâm phục ta tuyệt đối không thể nào sánh bằng được xin cam bái hà phong lục dị nhân cười lớn sau một lúc lâu tiếng cười của hắn dần dần ngừng lại nói nếu mà hứa đạo hữu đã biết đại đạo thí nham cao hơn một bậc vì sao không hoàn toàn tán quá đi các hạ là người thông minh vì sao còn giữ lại kết cấu đại đạo cấp thấp làm gì vì sao còn muốn duy trì thân thể phạm nhân ngươi nhìn đi thân thể cổ thần chung quanh hoàng mỹ biết bao hắn nhìn lại một chút mỉm cười nói tận hóa là có thể có được thân thể hoàng mỹ giống như là cổ thần hứa ứng suy tư một lát rồi lại nói đại đạo thứ nhâm đúng là cao hơn một bậc các loại kết cấu trong tam giới như là long vân đạo vân và phù vân đều kém xa kết cấu lý được ghi chép lại trong thứ nhâm đại đạo tu sĩ chúng ta nên học tập đại đạo thứ nham học tập kết câu lý Lục dị nhân lắc đầu Nói Đây là kế sách trị phần ngọn Không phải là kế sách trị tận gốc Kế sách trị tận gốc của toàn bộ Chính là tán hóa Ngày xưa phụ mẫu ta mang theo thiện ý mà tới Chính lập dị muốn thay đổi thiện trạng Tục lại ở phía sau của vũ trụ này Mới theo cái mồi lửa của dân minh bị ngạn Ê, Tiếc rằng Đã bị tu sĩ trong vũ trụ các ngươi hiểu lầm Hứa ứng Lạnh lùng nói hiểu lầm mà các ngươi nói chẳng lẽ chính là phóng thích thúy nham quỷ diệt tam giới trực tiếp chôn vùi tại đại long Định lục dị nhân mỉm cười nói <cười> <cười> đây chính là cái chuyện nhất định sẽ xảy ra khi mà hệ thống tu luyện cao đẳng gặp phải hệ thống tu luyện cấp thấp à không kỳ thật phủ mẫu ta cũng không muốn quy diệt các người chỉ là các người quá yếu ớt giữa hỗn độn hải mênh mông như bờ này nhỏ yếu vốn là có tội đã kết thúc tập 186 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 187 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trương nhé.